Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp tuần mới từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021. Bước sang tuần mới này với bạn tuổi Tý, thầy Tử Vi chỉ ra rằng bạn tuổi tý đang bị sao thái tuế chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm báo vận trình trong tuần có nhiều biến động theo chiều hướng bất lợi đặc biệt là trong công việc hung tinh này gây ra những chuyện ngoài mong muốn với bạn tuổi tý cho dù cố gắng rất nhiều nhưng chưa chắc đã được hưởng thành quả xứng đáng đối với công sức mà mình đã bỏ ra lại thêm trong vận trình tuần mới này với con giáp tuổi tý đang gặp thương quan chiếu mệnh và đây là cảnh báo cho bạn nếu bản mệnh không tập trung hơn trong công việc thì rất có thể sẽ bị cấp trên khiển trách vì hiệu suất sụt giảm Tốt nhất là với bạn tuổi Tý nên ưu tiên giải quyết những vấn đề đang còn tồn động, đừng vội làm những chuyện xa xôi. Và nếu như bạn càng ôm đồm nhiều việc thì càng dễ thất bại, có khi còn chẳng làm được việc nào đến nơi đến chốn nữa nhé. Bù lại, về phương diện tài lộc của bạn tuổi Tý trong tuần mới này, lại đang có được những dấu hiệu đáng mừng, khi con đường tài lộc của bạn khá vượng trong tuần. Ngay đầu tuần với bạn tuổi Tý đã có được nhiều cơ may về tiền bạc khi mà bạn đang được cả chính tài và thiên tài độ mệnh bạn có thể chi tiêu thoải mái không phải cân nhắc quá nhiều mà vẫn có thể giữ cho mình một khoản tiết kiệm hợp lý phòng khi cần còn về cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tý trong tuần mới này thầy tử vi cùng chỉ ra rằng trong tuần này chuyện tình cảm của bạn khá bình ổn không có nhiều sóng gió nhưng đồng thời cũng không có nhiều cơ hội đột phá đối với những bạn đang còn độc thân có lẽ với bạn tuổi tý nên chủ động hơn để nắm bắt cơ hội thay đổi cải thiện tình cảm hiện tại tranh thủ chiếm thiện cảm của đối phương sẽ tăng cơ hội thành đôi của hai bạn hơn chúc bạn có được may mắn trong chuyện tình cảm nhé Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu trong tuần mới này xem tử vi cho thấy. Vận trình của bạn tuổi Sửu trong tuần đang có được sao Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh nên đường tình duyên có nhiều khởi sắc. Và các tinh này mang đến cho bạn tuổi Sửu có được nhiều cơ hội để tìm thấy tình yêu của đời mình, vì vậy bạn cũng cần phải nhanh chóng để nắm bắt cơ hội, quyết định đi đến hôn nhân nắm lấy hạnh phúc cho mình. Tuy nhiên, trong tuần mới này với bạn tuổi Sửu gặp đào hoa quá vượng lại có thể biến thành đào hoa sát gây ra nguy cơ đối với người đã lập gia đình. Với nhiều cám dỗ bên ngoài sẽ đe dọa đến mối quan hệ vợ chồng tưởng như bền chặt, điều này có thể làm cho nhân duyên bị đứt gãy chẳng được như ý muốn. Bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động nhé. Trong công việc của bản mệnh tuổi Sửu tuần mới này cho thấy, về cơ bản công việc của bạn được tốt nhất là khi có ấn quan độ mệnh đồng thời hỗ trợ phía sau cho bạn. Và với bạn tuổi Sửu sẽ nhận được những cơ hội rõ ràng để thể hiện năng lực của bản thân, ghi điểm trong mắt cấp trên. Song với bạn tuổi Sửu cũng cần chuẩn bị tinh thần, cố gắng hết sức mình, đừng làm việc hời hợt lơ là thiếu đi sự tập trung, nếu không bạn sẽ có nguy cơ vướng họa tiểu nhân đố kỵ vào khoảng cuối tuần gây ra nhiều trở ngại cho bạn. Còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này lại không được suôn sẻ cho lắm. Khi bạn đang gặp kiếp tài chiếu mệnh, điều này có thể gây ra họa phá tài ngay từ đầu tuần, nếu bản mệnh cả tin, nghe lời đường mật rồi bị lợi dụng, lừa gạt tiền bạc rất có thể xảy ra với bạn. Và tài vận dần khởi sắc khi về cuối tuần, với bạn tuổi Sửu nên tập trung nắm chặt cơ hội này để kiếm lại những khoản đã mất. Tử vi tuần mới của tuổi Dần từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021 bước sang tuần mới này với bạn tuổi dần thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi dần đang gặp thiên cầu là hung tinh xuất hiện trong vận trình của mình làm cho bạn đang có điểm báo sẽ gặp phải họa tiểu nhân ngáng chờ con đường tiến thân của bạn bạn bị kẻ xấu tung tin đơm đặt những điều sai sự thật về bạn khiến họa thị phi bùng nổ thậm chí bản mệnh đang ngồi không cũng gặp họa và càng những lúc như vậy với bạn tuổi dần càng cần phải giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt nếu không rất dễ mắc sai lầm và dẫn đến những hậu quả khó có thể khắc phục được cây ngay không sợ chết đứng bạn cứ làm tốt việc của mình không thẹn với lòng thì sớm muộn gì mọi người cũng hiểu về bạn nhé xét về phương diện tài lộc của bạn tuổi dần trong tuần mới này cho thấy với bạn đang có báo hiệu sẽ đón tin vui về tiền bạc trong tuần khá dồi dào khi được cả chính tài và thiên tài cùng trợ lực bạn tuổi dần không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính tuy nhiên nếu có ý định đầu tư buôn bán hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần tỷ lệ thành công sẽ cao hơn tuần này với bạn tuổi dần còn có cả hung vận khá lớn, điều này ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bạn là khó có thể tránh được. Với bạn đang gặp nhiều trắc trở trên con đường tình duyên, những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, khiến cho tình cảm lứa đôi đứng trên bờ vực tan vỡ. Tử vi tuần mới của tuổi Mão, từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021 bước sang tuần mới này với bạn tuổi mão xem tử vi chỉ ra rằng sao thiên đức chiếu mệnh là các tinh che chở cho bạn tuổi mão trong tuần này bạn sẽ thấy mọi chuyện thuận lợi hơn nhờ có được quý nhân che chở dẫn đường chỉ lối cho bạn sớm đón tin vui về cơ hội thăng tiến trước mắt và nếu như bạn tuổi mão có thể vững tâm bền trí mà vượt qua được những trở ngại hiện tại thì tương lai sẽ có nhiều điều đáng chờ đợi hơn đầu tuần với bạn tuổi mão đang có được chính quan che chở công việc của bạn nhìn chung không có điều gì đáng lo ngại chỉ cần tiến hành mọi việc theo đúng như kế hoạch đã đặt ra thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm với tiến độ hiện tại đường tới mục tiêu ngày càng ngắn lại đồng nghĩa với ngày hưởng thành quả của bạn không còn xa nữa vì vậy với bạn tuổi mão cũng cần cố gắng hơn nữa nhé con đường tài lộc của bạn tuổi mão trong tuần này sẽ có được sự khởi phát từ đầu tuần đến giữa tuần là nhờ có chính tài độ mệnh chỉ mãi tới cuối tuần mới bắt đầu có xu hướng sụt giảm khi kiếp tài án ngữ ngày cuối tuần cảnh báo về nguy cơ tiêu xài lãng phí của những chú mèo có thể khiến tài chính sụt giảm một khoản không nhỏ công sức làm được cả tuần cũng tan biến hết tuy nhiên xét về vận trình tình duyên của bản mệnh tuổi mão trong tuần mới này lại không được tốt cho lắm đây cũng là điều mà tuổi mão vẫn chăn trở mãi không yên Đối với những người độc thân mãi mà vẫn chưa thấy một nửa phù hợp với mình, nhìn ngoài kia ai cũng có đôi khiến bạn không khỏi chạnh lòng và tự hỏi không biết đến bao giờ hạnh phúc mới mỉm cười với mình nữa đây. Tử vi tuần mới của tuổi Thìn từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Thìn, thầy tử vi chỉ ra rằng: Trong tuần đang gặp sao Bạch Hổ hung tinh xuất hiện mang theo điểm báo tai họa bất ngờ có thể xảy ra với bạn tuổi Thìn trong tuần này do đó bạn nên cẩn thận khi tham gia giao thông không đến những nơi ao hồ sông suối làm việc trong môi trường lao động nguy hiểm thì nên thực hiện nghiêm ngặt việc bảo hộ lao động tránh việc vui đùa để tránh tai nạn thương tật xảy ra về công việc của bạn tuổi thìn trong tuần mới này lại tiến triển khá suôn sẻ khi tỷ kiên chiếu mệnh mang tới cho bản mệnh sự kiên cường và nhanh nhẹn nên làm việc vượt trội thành quả cao hơn hẳn thời gian trước tuy nhiên bạn nên tránh thái độ kiêu ngạo tự cho mình là hơn người kẻo sẽ gây mít lòng đồng nghiệp ảnh hưởng đến quá trình hợp tác làm việc chung trong tuần mới này bản mệnh tuổi thìn có thể sẽ khá đau đầu về phương diện tài chính do ảnh hưởng của kiếp tài gây họa việc đầu tư không đúng chỗ thiếu hiệu quả khiến bạn mất một khoản tiền không nhỏ nhưng lại không biết cách làm thế nào để tránh được rủi ro lời khuyên cho bạn là bạn có thể hỏi ý kiến của người có kinh nghiệm để tích lũy thêm thông tin cần thiết cho bản thân về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong tuần mới này cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang ở tình trạng báo động vì thời gian qua bạn đã quá lơ là lạnh nhạt với đối phương Thực ra là vì những ngày cuối năm quá bận rộn nên bạn phải tập trung xử lý công việc cho xong, chứ bản thân vẫn dành tình cảm không nhỏ cho đối phương. Nếu cần, hãy giải thích để người ấy được hiểu và thông cảm cho mình nhé. Tử vi tuần mới của tuổi tỵ từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021. Xem tử vi cho thấy, tuần mới này với bạn tuổi tỵ dường như cắt vận có phần nhỉnh hơn hung vận và báo hiệu cho bạn sẽ có những điều tốt lành đang đến với người tuổi tỵ trong tuần này. Dưới sự nâng đỡ của tử vi cắt tinh, bản mệnh tuổi tỵ tìm được hướng đi đúng đắn và phù hợp với mình. Nhờ vậy mà con đường công danh, sự nghiệp của bạn đang trên đà thăng tiến, tiền đồ vô cùng rộng mở. Lại thêm trong tuần mới này đang gặp được chính ấn và thiên ấn hợp lực, điều này cho thấy bạn tuổi tỵ luôn cống hiến hết mình cho công việc, bởi bản thân bạn luôn không ngừng đeo đuổi đam mê của mình và không để những khó khăn phía trước kéo bước chân mình lại. Bạn luôn biết cách khiến mình trở nên nổi bật giữa đông đảo những người có năng lực tương đương và giành lợi thế về cho bản thân. Còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này, với bạn đang có báo hiệu tài lộc càng về cuối tuần càng vượng, có nhiều cơ hội tăng tiến về tiền bạc. Thiên tài chiếu mệnh cho thấy bản mệnh có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm kiếm cơ hội để cải thiện thu nhập cho mình. Cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh, buôn bán đều có được cơ hội kiếm tiền, tùy vào sức mình mà phát tài phát lộc, thu tiền đầy tay nhé. Một góc đầu khác, xét về phương diện tình cảm, thì tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tỵ và nửa kia có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn bên nhau. Hai bạn đã tìm được cách để điều hòa mối quan hệ, hóa giải mâu thuẫn. Tình yêu chiến thẳng tất cả, cả hai quyết định hạ cái tôi của mình xuống để nắm tay nhau bước tiếp. Tử vi tuần mới của tuổi ngọ, từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi ngọ, thầy tử vi chỉ ra rằng. Bước sang tuần mới bạn tuổi ngọ cần hết sức đề phòng ví tiền của mình khi đại hao là hung tinh xuất hiện vấn đề về tiền bạc vốn khiến bạn đau đầu suốt khoảng thời gian vừa qua chẳng những vận trình tài lộc của bạn không có dấu hiệu khởi sắc mà tiền bạc vẫn tiếp tục trôi khỏi túi khiến bạn không cách nào ngăn cản được bù lại thì trong tuần mới này với bạn tuổi ngọ lại có được những dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của mình với bạn công việc tiến triển một cách khá rõ ràng khi mà bạn đang có được chính ấn và chính quan cùng xuất hiện tạo nhiều điều kiện cho bản mệnh phát huy năng lực cá nhân của mình thể hiện sự vượt trội của mình so với các đồng nghiệp khác tuy nhiên mọi chuyện suôn sẻ không có nghĩa là bạn tuổi ngọ cho phép mình được chủ quan giữa tuần với bạn lại đang có điểm báo tiểu nhân xuất hiện do thiên quan gây ra nhắc nhở bạn cần hết sức đề phòng thời điểm này tiểu nhân đang ganh ghét mà tìm cách phá hoại khiến cho công việc của bản mệnh tuổi ngọ dễ rơi vào tình trạng giang dở không biết bao giờ mới hoàn thành còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong tuần mới này cũng cho thấy đường tình duyên có phần tốt dần lên đào hoa khoe sắc những người đang còn độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp đừng quá đặt nặng các tiêu chuẩn và gây khó khăn, áp lực cho chính bản thân mình. Hãy cứ mở cửa trái tim, thoải mái đón nhận sự chân thành của người khác, hãy cho cả hai cơ hội tìm hiểu thêm về nhau thì mới có thể đi đến mối quan hệ sâu hơn được nhé. Tử vi tuần mới của tuổi mùi, từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021 với bạn tuổi mùi bước sang tuần mới này thầy tử vi chỉ ra rằng về phương diện tài lộc của bạn đang gặp hung tinh tiểu hao ghé thăm khiến bạn tuổi mùi phải chịu những tổn thất không nhỏ về tiền bạc trong tuần này bản mệnh nên tự chấn chỉnh lại bản thân điều chỉnh thói quen chi tiêu mua sắm trong tuần này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán chớ nên dễ dàng đặt lòng tin vào người khác khi chưa thực sự xem xét kỹ vấn đề đã tin tưởng đối phương để rồi bị lừa gạt về tiền bạc lúc đó tiền mất tật mang lại tự trách bản thân mình trong tuần mới này, con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi mùi lại có được nhiều dấu hiệu đáng chúc mừng. Thiên ấn chiếu mệnh cho thấy bạn tuổi mùi khá thành công trong việc giải quyết khủng hoảng, xử lý những vấn đề xảy ra bất ngờ, nên bản mệnh sẽ giành được nhiều sự ưu ái từ phía cấp trên. Và trong tuần nếu có việc quan trọng, bản mệnh tuổi mùi nên ưu tiên tiến hành ngay từ đầu tuần để tranh thủ có được các khí trợ mệnh. Càng về cuối tuần vận khí càng có dấu hiệu suy yếu, nhất là họa thiên quan rình rập có thể khiến bạn khá vất vả mới có thể đạt được mục tiêu như mong muốn. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi mùi trong tuần mới này, đôi lúc khiến con giáp này có đôi chút phiền lòng nhưng cảm giác này qua đi nhanh chóng, khi mà hai người tìm được tiếng nói chung ngay sau đó. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại chưa có nhiều dấu hiệu cải thiện tình trạng hiện tại đối với những bạn đang còn độc thân, nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, rồi duyên sẽ tìm đến với bạn vào lúc cả bạn và người ấy đều đã sẵn sàng. Tử vi tuần mới của tuổi thân, từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021. Bước sang tuần mới này với bạn tuổi thân, thầy tử vi chỉ ra rằng vận trình tuần mới này với bạn tuổi thân đang gặp ngũ quỷ là hung tinh tác động, điều này làm cho bạn cần hết sức cẩn thận với tiểu nhân trong tuần này. Dường như với những thành quả xuất sắc mà con giáp này đạt được trong thời gian qua, cũng như màn thể hiện ưu tú của bạn, đang khiến những kẻ ghen ghét sinh lòng đố kỵ tìm cách đạp đổ những gì bạn đang có. Lại thêm trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi thân đang gặp thương quan xuất hiện, còn có thể gây ra nhiều chuyện thị phi và tuần này bạn sẽ phải chịu nhiều cạnh tranh không lành mạnh trong công việc. Những lời bịa đặt vu oan giáng họa từ người khác khiến bạn khó mà tập trung cần thiết để giải quyết nhiệm vụ trong tay. Bên cạnh đó, trong tuần này bạn tuổi thân cũng đang gặp kiếp tài án ngữ ngay từ đầu tuần, điều này cũng đe dọa tới con đường tài lộc của bạn. Con giáp này khó lòng giữ được tiền bạc trong tay. Với bạn đang có nhiều vấn đề nảy sinh, bản thân bạn cũng không đủ tỉnh táo và dễ đưa ra những quyết định sai lầm càng khiến tiền bạc thất thoát, hao tổn về tiền bạc là điều khó có thể tránh khỏi về chuyện tình cảm, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi thân trong tuần mới này lại đang có điểm báo, mọi thứ khá rối ren khi chính bạn cũng chưa thực sự xác định được tình cảm của mình. Khi thì bản mệnh thấy siêu lòng trước người ấy, khi lại cảm thấy có điều chưa thực sự phù hợp, mối quan hệ không được bền vững và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Có lẽ hai bạn vẫn cần thêm thời gian để chứng minh tất cả. Tử vi tuần mới của tuổi dậu, từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021 bước sang tuần mới này với bạn tuổi dậu thầy tử vi chỉ ra rằng vận trình tuần này dự báo đây là một là một tuần khá yên bình đối với bạn tuổi dậu đặc biệt là trong chuyện tình cảm khi có sao thái âm chiếu mệnh là các tinh hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong tuần này tình duyên vượng sắc đào hoa nở rộ đối với những bạn nữ sẽ có nhiều cơ may về tình duyên hơn so với nam mệnh song nói chung con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc thuộc về mình tuy nhiên bản mệnh không hoàn toàn gặp thuận lợi trong sự nghiệp của mình khi công việc của bạn lại không được suôn sẻ như chuyện tình cảm bạn dễ để xảy ra sai sót do còn mải tập trung vào chuyện tình cảm thay vì chuyên tâm làm việc thương quan xuất hiện cho thấy những chú gà đang để cho tâm trí mình đi chơi quá xa rồi đó nếu không sớm chấn chỉnh thái độ làm việc của mình thì bạn có thể sẽ bị cấp trên khiển trách và càng về cuối tuần công việc của bạn có phần dễ thở hơn bạn có thể tranh thủ tiến hành những việc quan trọng vào thời điểm này bởi bạn đang có được ấn quan trợ mệnh vận trình công danh sự nghiệp suôn sẻ hơn quý nhân đa phần là nữ sẽ giúp con giáp này rất nhiều trên hành trình tìm kiếm thành công xét về con đường tài lộc của bạn tuổi dậu trong tuần mới này tử vi cho thấy bạn đang có thực thần trợ vận giúp cho bạn có được nhiều điểm sáng về tài lộc nhờ thế mà tiền bạc trong tuần không cần phải lo lắng gì nhiều cứ hết rồi lại có đặc biệt đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán sẽ có cơ hội phát tài khá lớn và bạn cũng hãy mạnh dạn đi theo kế hoạch của mình bên cạnh đó bạn cũng cần phải cẩn thận khi có kiếp tài luôn rình rập ngay bên cạnh bạn nên tìm kiểu kỹ càng trước khi đưa ra quyết định để tránh rủi ro tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tuất thầy tử vi chỉ ra rằng, sao dịch mã xuất hiện mang tới cho bạn tuổi Tuất có được sự năng động, sáng tạo và nhanh nhẹn, rất thích hợp cho những công việc mang tính đàm phán, thuyết phục khách hàng hoặc những việc đòi hỏi sự di chuyển, đột phá. Và với bạn tuổi Tuất cũng có thể phải đi xa trong thời gian này, nhưng nhìn chung mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa. Trong vận trình tuần mới này, với bạn tuổi Tuất lại đang có được chính ấn chiếu mệnh, cho thấy sự khéo léo, chủ động, tự tin nhưng không tự kiêu của con giáp này đang rất được lòng lãnh đạo. Nhờ vậy mà bạn có thể được nâng đỡ và tạo điều kiện để phát huy khả năng của mình. Con đường tiến thân với bạn đang rất rộng mở và bạn hãy tranh thủ cơ hội này nhé. Còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này cho thấy tài lộc của bạn trong tuần lại không được may mắn cho lắm. Kiếp tài đe dọa làm cho bạn đang có nguy cơ hao tài tốn của vào những mục đích không cần thiết. Bạn mệnh cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng hơn để không rơi vào cảnh túng thiếu. Một khía cạnh khác là con đường tình cảm của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này cũng không được như ý khi bạn đang gặp phải những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Có những điều bạn tưởng như người ấy hiểu và thông cảm cho mình, nhưng rồi đối phương lại liên tục nghi ngờ và chất vấn khiến bạn vô cùng thất vọng. Tử vi tuần mới của tuổi Hợi từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi hợi cho thấy, bạn tuổi hợi trong tuần này đang có được Thái Dương là các tinh phù trợ, nên sẽ giúp cho bạn giảm bớt được phần nào những khó khăn hiện tại. Với bạn tuổi hợi cũng đang có được vận quý nhân tới và giúp cho bản mệnh nhìn ra những sai lầm của bản thân, những điều mà bình thường bạn cứ nghĩ nhỏ nhặt và bỏ qua, nhưng không ngờ lại có sức ảnh hưởng rất lớn trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi hợi còn có được sự che chở của chính quan chiếu mệnh nếu như bạn có thể tận dụng được cơ hội này tự khẳng định năng lực bản thân sẽ sớm có được tin thăng chức cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc chuyển sang bộ phận có tiềm năng hơn đúng như mong muốn của bạn bấy lâu về phương diện tài lộc của bạn tuổi hợi trong tuần mới này thầy tử vi chỉ ra rằng tài lộc trong tuần đang có được những dấu hiệu khả quan nhiều tin vui sẽ có được tiền bạc khá dồi dào và ngay từ đầu tuần bạn tuổi hợi đã có nhiều cơ hội tốt để hốt vàng hốt bạc khi có thiên tài trợ bước bạn mệnh tuổi hợi cần nắm bắt cơ hội đúng lúc để không bỏ lỡ mất thời cơ kiếm tiền hiếm có đến với mình nhé xét về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong tuần mới này cho thấy con đường tình duyên không có nhiều biến động với bạn tuổi hợi vẫn giữ được mối quan hệ của mình ở mức ổn định dù vậy bạn khá hài lòng về tình trạng hiện tại bạn cảm nhận được cảm giác an toàn khi ở bên người ấy không cần phải gồng mình lên quá nhiều như thế với bạn cũng đã mãn nguyện lắm rồi Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của 12 con giáp trong tuần mới. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.